các bạn nha. Hôm nay mình có cái đầu đèn của cái chiếc clip Thái nha này. Đầu này thì nó nói chung thì nó cũng y chang như cái đầu của chiếc Vario nha. Thì nó bị tai nạn á, nó bị bể ở cái phần mỏ trước của cái chó kiến nè. Thì hôm qua mình tháo ra thì khách đi rửa xe nó vô nước một đống luôn này, phơi hơn cả gần cả ngày trời hôm qua tới nay nó mới khô nha. Bắt đầu bữa nay mình chuẩn bị hàng nè, nó bị hai cái lỗ, hai lỗ trước nè. Thì hai cái lỗ này thì nó được bắt vô ở trong cái phần mỏ trước này nè, thì nó che lại kính này, cho khi cái lúc mà tai nạn á, thì và chạm nó bể thì không có nhìn thấy nha. Cho nên khách đi rửa xe nó bị vô nước chót chót, thì cái phần đầu này thì nó che hết rồi. Thì khi mà tháo ra thì nó phát hiện là cái phần mỏ nó bị thủng nha. Tại vì khi nó vô nước á, là nó phải có nguyên nhân, nó phải thủng chó kiến thì nó mới vô được. Chứ bình thường thì cái chó này không có bị thủng á, thì không có thể nào mà vô được nha, trừ khi là rớt nguyên con xong thôi. Tại vì ở cái mấy cái viền này á là nó đi keo hết rồi, nước muốn vô cũng rất khó. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị hàn lại cái phần lỗ thủng này nè. Thì mình cũng chuẩn bị cái miếng mặt này mình cắt ra nè, nó là nhựa nghe nè, cái này cũng bằng nhựa nha, nhựa trong. Thì mình tìm cái nhựa trong của cái mặt đồng hồ của chiếc quay nè, để mình cắt ra cái hình dạng nó cũng giống giống vậy nè, để mình hàn nha. Mình hàn mình đắp vô để mình xài tiếp. Do chủ xe tiết kiệm không muốn thay cho nên mình hàn lại xài nha. Thường thì mới bể mấy cái chỗ khuất này thì mình hàn mình xài nha. Còn thí dụ nó bể ở mấy cái chỗ mặt tiền này thì hàn rất là xấu nha nè, thì là mình nên thay. Còn mấy chỗ này thì mình hàn lại tiếp để tiết kiệm gần cả triệu nha. Cái chó này mua cả triệu một cái đi, chưa có tính công cán nha. Đợt trước là mình mua một cái chó của cái chiếc Vario á, là hình như là nó 800 mấy á. Còn cái thằng clip Thái này chắc là nó mắc hơn nha, mình độ là nó cũng mắc hơn khoảng vài trăm ngàn á. Sẵn đây mình hàng lại, cái chó này thì mình quay clip để chia sẻ cho anh em nha. Mai mốt mình có gặp trường hợp này thì mình có thể hàng mình xài lại, nếu như không phải ngoài mấy cái mặt tiền nha anh em, để cho tiết kiệm chi phí nha. Hôm nay thì cái mỏ hàng nhựa của mình nó bị hư rồi, lâu quá không xài cái bắt đầu nó bị hư rồi. Mình xài cái mỏ hàng xung này đỡ, tại vì cái giá hai cái lỗ này thì nó cũng tương đối không có lớn. Mình có bẻ sẵn hai cái miếng mũ trong nè. Đầu mình hàn bên cái lỗ lớn trước nha, mình hàn bên lỗ lớn trước, rồi một tí nữa mình sẽ hàn ở bên lỗ nhỏ sau. Tại cái phần này là còn đắp cái phần mũ này vô. Khi mà mình hàn dày quá hoặc là mình đổ keo dày quá thì khi bắt cho nó trộm nha, trộm nó sẽ không ôm nha, cho nên bắt buộc mình phải hàn làm sao để cho nó y như gin nè, y như gin thì gắn vô nó mới không trộm nha. Mình sẽ cắt cái phần mũ thừa ra bỏ bớt. Mình sẽ bỏ ra bớt. Chỉ tận dụng cái phần mũ mà nó ngay chỗ thủng thôi, mình tập trung ngay cái chỗ mũ thủng thôi. Để tránh cái trường hợp mà nó dày quá nó cộm thì hồi nó mình lắp khó nha.
chỗ nào mình thấy thiếu thì mình có thể cho thêm cái nhựa trong vào thêm. Rồi thì mình đã bít được một lỗ nha nè. Xong mình sẽ chuyển qua mình bít cái lỗ thứ hai. Mới đầu thì mình cứ cắt cái miếng cho nó hơi lớn hơn tí cũng được. Rồi khi mình hàn á, hàn xong cái bắt đầu mình cắt bỏ bớt nha. Cắt cái phần nào thừa mình bỏ bớt. Tập cái phần thừa này mình bỏ bớt này. Chỗ nào thiếu thì mình sẽ đắp thêm. Rồi là sau một lúc thì mình đã bít được hai cái lỗ bể nha. Còn cái đường nứt ở chính giữa này thì mình sẽ hàn nó lại luôn, hàn lại cho để cho nó kín nè, để sau này rửa xe rồi nước không có vào trong được nha. Có cái mỏ hàn mũ mà mình đập dẹp ấy thì nó dễ hàn hơn nha anh em. Nhưng do mình không có thì mình mới sử dụng cái mỏ hàn xung. Sau khi mình đã giá nó bít rồi thì mình sẽ cho thêm cái một cái lớp nhựa trong lên cái mép, cái mép mà mình hàn á, để cho nó bít lại cho nó chặt hơn, nó dày hơn, để nó làm cái lớp bảo vệ nó tốt hơn nha. Mục đích là chống nước thôi, chống nước vào. Tại vì ở bên trong nó có mấy cái mạch led, mấy cái mạch led đèn á anh em, nó xài toàn là linh kiện điện tử thôi. Mà nếu mà trường hợp mà cái nước nó vào nó không ra được là nó sẽ làm gãy xét cái mạch ở bên trong, vì sau này để lâu thì nó có thể nó hư cái phần đèn led ở bên trong, thì mình mua rất là đắt nha, nó mắc hơn cái chó đó. Cụm đó hình như nó 2 triệu mấy á, cụm đèn led nha. Đây thì cũng tương tự, mình cũng đắp lên cho nó một cái lớp
dày hơn nữa để đảm bảo là nó không có lọt nước vào nha. Xong cái phần này á thì mình sẽ dùng một ít nhựa thông. Ít nhựa thông mình sẽ bôi. Mình sẽ bôi vòng vòng ở cái vết hàn này. Bôi lên một cái lớp nhựa thông nữa để cho nó giữ cái mối hàn nha. Tại vì mình sợ là khi mà chạy cái gung á thì nó sẽ không có lớp này, nó sẽ bị nứt lại cái phần mối hàn cũ nha anh em. Cho nên mình cần bôi lên cho nó một lớp nhựa thông. Nhựa thông này để giữ cho cái phần chó kiến này nó chắc hơn. Và nó cũng đồng thời nó cũng làm một cái lớp chống nước luôn nha. Như thế là coi như là mình đã giá lại được cái phần chó kiến video thành công nha. Còn cái phần tiếp theo đó là mình sẽ gáp. Mình sẽ thử thả nó vào nha. Thả vào. Vào để nó không có bị rộng mà nó ôm thì ok nha anh em, mình có thể lắp vào mình xài sử dụng tiếp. Mình nghĩ thì nó cũng không có tới nổi rộng đâu, tại vì mình đắp một cái lớp khá là vừa rồi. Đây anh em ơi, vậy là nó vừa luôn nha, nó vừa khít luôn chứ nó không có bị rộng nha. Đây mình sẽ quay cận cảnh lại cho anh em. Đây là nó vừa khít luôn, không bị cộm nha. Như thế này là ok nha. Khi mà mình gáp cái phần mặt nạ vô thì nó che kín lại rồi, không ai biết là cái chó của mình bị bể, bị hàn nhân nha. Rồi ok, cái này bắt ốc lại xong thì mình có thể gáp giao cho khách được nha anh em. Rồi video clip của mình đến đây xin được tạm dừng nha. Chào và hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Anh em nào có ý kiến hoặc là có cái cách nào hay hơn thì hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video clip.